Xin chào các thính giả thân mến. Ngày hôm nay Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Tựa các bạn. Trong mắt của tất cả mọi người, cô chính là một con người vô cùng hám lợi. Có thể bởi vì tiền mà cầm lấy 200 vạn tệ của mẹ anh, rồi sau đó nói lời chia tay với anh. Sự việc này đã khiến cho tất cả mọi người đều vô cùng bất bình. Cô là một người hám tiền cỡ nào, nhẫn tâm ra sao cơ chứ? Mọi người còn nói rằng cô chưa hề yêu anh thậm chí ở bên cạnh anh chỉ bởi vì tiền. Thế nhưng sự thật đằng sau như thế nào thì chẳng ai quan tâm. Ai có thể biết được, một người mẹ có thể vì con trai làm những gì đây. Bà ta sẵn sàng nhìn thấy mạng sống của người khác, treo lông lay trước gió cũng có thể nhắm mắt làm ngơ. Rồi sau đó bày ra trăm phương ngàn kế, để gia đình của cô gái nhỏ vào bước đường cùng, khiến cho bao của cô cơ thế mà mất đi, để rồi không thể làm gì khác trước cương quyền đó, mà chấp nhận nói lời chia tay. Ba năm sau, tương trưng sự việc đã đi qua rồi, lại một lần nữa ép buộc để cô phải rời xa thành phố này. Chỉ bởi vì mong muốn con trai cùng với vị hôn thê của mình có thể diễn ra hôn nhân một cách thuận lợi, làm theo tất cả kế hoạch mà bà ta mong muốn. Thế nhưng một khi sự thật này bại lộ ra ngoài ánh sáng, vậy thì những người ở trong cuộc sẽ phải đối diện với điều đó như thế nào đây? Trong khi tất cả nhân sinh đều đã thay đổi, người bọn họ cam ghét lại chính là người đau khổ nhất Người bọn họ tin tưởng Lại chính là người đâm cho bọn họ một sao Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng nhìn lối gì Cùng theo dõi diễn biến hấp dẫn Của câu chuyện này nhé Tất cả mọi người đều biết Tôi chia tay thầm dẹp châu là bởi vì tiền Vào lúc mà anh ta yêu tôi nhất Cầm 200 vạn tệ của dẹp dầm Mẹ của anh ta Rồi sau đó kiên quyết rời bỏ anh Thầm Diệp Châu bất mãn trước sự việc Mẹ anh làm cho nên tuyệt thực để phản đối Hành hạ bản thân tới mức Là không nhìn sai hình người Các anh em của anh ta không chịu nổi Cô nén lại nỗi căm ghét tôi Từng người đến gặp tôi cầu xin Cho anh ta Thế nhưng tôi không tiếp một ai cả Sau đó tính mạng Của thầm Diệp Châu nguy kịch Mẹ anh ta đường cùng gọi điện thoại cho tôi Mời tôi làm thiết khách Khi tôi đứng trước mặt của anh ta Thầm Diệp Châu vẫn ôm chặt lấy tôi không buông. Anh ta cày đến cho cả dương. Lúc ôm lấy tôi, lực mạnh siết chặt khiến xương cốt của tôi đau nhức. À dù à, cuối cùng em cũng đến rồi. Em vẫn còn yêu anh có đúng hay không? Anh biết mà. Giọng nói của thầm Diệp Châu không sâu xém được sự vui mừng. Thế nhưng tôi thở lại đẩy thầm Diệp Châu ra. Mở một đoạn ghi âm và tin nhãn chữ cho thầm Diệp Châu xem. Trong giọng nói, hôm nay Mẹ của anh ta đến hẹn gặp tôi Tôi đề nghị ghi âm với giá là 300 vạn tệ Còn có các tin nhắn văn bản Và lời nhắc chuyển khoản tiền 300 vạn tệ kia Thầm Diệp Châu ngỡ ngàng mở to hai mắt Cho đến khi phản ứng lại thì đẩy tôi ra Nhưng bởi vì dùng quá nhiều sức Cho nên mới ngã xuống cầm giường và ho dữ dội Ninh Du, cổ cố cốt ngay cho tôi Thầm Diệp Châu chật vật quy rạp trên mặt đất nghiến răng nghiến lợi cằn lên từng chữ một tôi rất khoát rời đi như ý nguyện Qua thầm dẹp châu thậm chí còn chẳng thèm quay đầu lại không biết qua miệng của ai mà chuyện này được truyền tài ra ngoài từ đó tôi trở thành trò cười ở bắc thành tất cả những người biết chuyện đều nói nên dù hám tiền cỡ nào nhẫn tâm ra sao có người còn nói rằng tôi chưa từng yêu thầm dẹp châu ở bên cạnh thầm dẹp châu chỉ bởi vì tiền tự giật đằng sau như thế nào chẳng ai quan tâm cả. Về sau thầm dệt châu khỏi bệnh, liền bước vào cuộc liên hôn thương mại với ai nữ tiền điểm của chủ tịch tập đoàn đạt dệ. Tôi nhận được không dưới Mười tấm thiệp mời tới tiệc liên hôn của anh ta, mà người đưa thiệp là huynh đệ của anh ta. Tôi hoàn toàn biến mất khỏi anh ta, theo như giao ước với mẹ của anh ta. Nhưng chuyện của anh ta suốt mấy năm qua, tôi lại nắm rõ trong lòng bàn tay. Tôi biết thầm dẹp châu cùng với tường điểm Cùng đi Mỹ du học Ăn ở với nhau Biết thầm dẹp châu chỉ mất 2 năm Để hoàn thành chương trình kép GD cùng với BAM Do trường Harvard và Kennedy hợp tác Biết thầm dẹp châu vừa vào, vào công ty Đã xử lý mấy hạng mục siêu khó giải quyết Khiến cho các lão tướng trong công ty Từ không khâm phục Thành tâm phục khẩu phục Biết thẩm dẹp châu và tường điểm Tuy chưa chính thức tổ chức hôn lễ Nhưng đã gọi cha mẹ của nhau là cha mẹ Không phải tôi muốn tìm hiểu Mà là do đám anh em Của anh đã tranh nhau báo cáo cho tôi Người ta nói rằng Một người yêu cũ chuẩn mực Thì xem như đã chết Nhưng bọn họ lại cứ muốn lôi tôi ra để mà quất xác Như thể thầm dẹp châu tài giỏi bao nhiêu Thì đồng nghĩa với việc tôi ngu ngốc bấy nhiêu vậy Buổi họp lớp hôm nay là lần đầu tiên tôi và thẩm Diệp Châu gặp lại sau 3 năm chia tay. Ngày mai, tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Từ nay, anh sẽ sống trên mây, hưởng vinh hoa phú quý. Tôi sống trong cuộc đời đầy bụi bẩn của mình, bị người đời say xéo. Trước khi tới đây, tôi đã nói chuyện điện thoại với mẹ của anh và đưa ra yêu cầu. Cô có thể đi, nhưng phải nhớ kỹ chuyện gì không nên nói, chuyện gì không nên làm. Đó là nguyên văn câu nói của bà ta. Tôi đồng ý. Mà tôi đến đây trên danh nghĩa là đi cùng với bạn học cũ, cô Kiều. Nhưng thật ra là để tìm một người bạn học cũ cùng lớp chuyên về nội thận để xác minh tư liệu của một ca bệnh. Có một số chuyện tôi cần phải biết rõ thì mới có thể buông bỏ. chia là tôi đã đoán trước được ánh mắt lạnh nhạt và khen trẻ của thầm Diệp Châu. Đã lượng trước sẽ bị bạn học chế diễu, cười cợt. Thế nhưng lại chẳng thể ngờ Tới việc thẩm Diệp Châu Lại biến buổi họp lớp này Thành bữa tiệc chuẩn bị cho hôn lễ của anh Là nhân vật chính mà mọi người ngưỡng mộ thẩm Diệp Châu và Tường Điềm Thanh thạo chơi trò chơi trên bàn rượu Tha hồ sâu ăn ái Bầu không khí tại hội trường càng nóng Không một ai vô duyên nhắc lại chuyện quá khứ Tôi cũng có được đáp án Qua lời của bạn học cũ Bởi vì cố kêu bị các bạn bè vây quanh Nên tôi phải đợi một lúc lâu ai ngờ chỉ chụp chụp một bức ảnh công phu soạn tên ngắn thầm dẹp châu lại đột nhiên xuất hiện trước mặt của tôi vơi bày tôi ra trước ánh mắt của mọi người tôi chụp một bức ảnh và gửi cho mẹ của anh ta trông rất là giống đôi chúc mừng bà đã đạt được điều mình mong muốn vừa định ấn nút cười đi thì cổ tay đã bị nắm chặt ồ vẫn còn giữ liên lạc với mẹ tôi cơ à vẻ mặt của thầm dẹp châu hầm hầm đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi Sao hả? À? Còn chờ vét đổi tiền hay sao? Xung quanh yên tĩnh một cách lạ thường. Tôi ngừng đầu, qua mặt trắng bệch. Tiếng nhạc đã ngừng lúc nào cũng chẳng hay. Tôi trở thành trung tâm ánh mắt của mọi người. đổi rồi thì sao? Mà không đổi thì sao chứ? Tôi kêu kích liếc nhìn thầm dẻo trâu. Anh thầm đây có thể là bộ đắp tranh lệch ư? Nên dù, ba năm không gặp cô vẫn rè mặt y như năm đó vậy thầm dẹp châu trịch thượng nhìn tôi đôi mắt hoa đào đẹp mà lạnh lùng đến mức cai người lời của anh nói giống như một thanh kiếm xuyên qua khiến lục phủ ngũ tặng của tôi đau nhói tôi nhìn thầm dẹp châu qua ánh đèn mờ ảo anh đã từng giống như một tia sáng vững vàng kiên định trong thế giới đầy rẫy nguy hiểm này còn ngày hôm nay bộ vét và dài da của anh vẫn lộng lẫy sang trọng như xưa nhưng đôi mắt lại thăm thẳm tự như vực sâu không đáy. Lúc nhìn tôi, ánh mắt ấy đã không còn lấy một chút dịu dàng năm đó. Tôi dùng sức dưới cổ tay, khiến cho anh phải xích lại gần. Ở trước mặt vợ sắp cưới, mà còn trò lôi kéo người phụ nữ khác. Rốt cuộc ai mới là kẻ đê tiện hơn đây? Tôi vẫn ăn miếng trà miếng với thầm dẹp trâu như thường lệ. Trước đây từng âu yếm nói những lời yêu thương. Giờ đây mỗi lời thoát ra lại giống như là dao cam vậy. Thầm dẹp trâu như hoàn hồn, hát tay của tôi ra, rồi lấy khăn ướt ở trên bàn trả đi trả lại đôi bàn tay đó. Sự xỉ nhục đó không cần nói cũng biết. Tôi không định ở lại thêm, lướt mắt với cô Kiều, rồi đứng dậy chuẩn bị đi ra về. Thẩm dẹp trâu từng bước từng bước một chặn đường đi của tôi. Điểm điểm, lại đây nào. Anh giới thiệu người này cho. Thầm Diệp Châu nén cân giận vẫy tay với Tường Điềm. Anh Thầm à, chị gái này có gì đặc biệt sao? Tường Điềm từng bước từng bước nhỏ đi tới. Thần mặt kéo lấy cánh tay của Thầm Diệp Châu, rồi yêu ớt dựa vào người của anh. Người cũng y như tên vậy, xinh đẹp ngọt ngào đáng yêu, nhìn đã biết được nguồn chiều từ nhỏ. Rất là đặc biệt. Thầm Diệp Châu trả lời Tường Điềm, nhưng ánh mắt lại đặt trên người của tôi. Cô ấy chính là người bạn gái cũ đã bỏ anh vì 200 vạn, Ninh Du. Giọng nói không quá lớn, nhưng cũng đủ để mọi người nghe thấy. Bầu không khí đột ngột thay đổi. Cảm giác xấu hổ côn cùng trong phút chốc đã nhấn chìm tôi. Tôi giữ bình tĩnh, lặng lẽ xấu tơi tay đang run rẩy ra phía sau lưng. Bởi vì đêm nay tôi có thể đau đớn, có thể cười, nhưng tuyệt đối không thể để lộ ra một chút yếu đuối. 200 vạn thì có gì đâu bộ trang sức anh tặng cho em còn cả chục triệu tệ cơ mà đầu ngón tay trăng nõn như ngọc của tường điểm nhẹ nhàng phất ve sợi dây chuyền kim cương trói lợi trên cổ trên thể tay nhỏ nhắn xinh đẹp của cô ta đôi khuyên tai cũng đang trung đưa lay động mười triệu tệ tám triệu số nha đám người liền ồ lên cùng với đó là những tràng cười và giễu cợt Cười nhạo tôi hèn mọn chỉ vì hai trăm vạn tệ mà từ bỏ bạn trai đẹp trai nhiều tiền trong đám đông. Không biết ai đó đã bóp bẹp lon bia. Tôi bị tiếng động làm cho giật mình. Quay sang nhìn về phía phát ra âm thanh. Cố Kiêu thản nhiên đùa nghịch lon bia đã biến hình. Ở trên mặt nửa cười nửa không. Tôi lắc đầu với Cố Kiêu Ý bảo anh hãy giữ bình tĩnh. Thẩm dẹp Châu đột nhiên cười khẽ. Anh lấy một sấp tiền giày. Giá 100 triệu tệ. Từ trong túi ra. Rồi tùy ý ném lên ghế chỗ ngồi. Ninh Du à, tiền thì tôi có rất nhiều, nhưng mà cô không xứng. Những tờ tiền vang giấy bay lả tả, rắc lên cả trên khuôn mặt của tôi, rồi rơi xuống chân tôi. Bạn trai tốt như thế này, em gái phải giữ chặt vào nhé. Tôi cố gắng mỉm cười giữa cuộc đánh giá hỗn loạn. Đó là điều đương nhiên rồi. Tường điểm ngước lên nhìn thầm Diệp Châu. Vừa hay chạm phải ánh mắt đăm đuối nuông chiều của anh. Ôi trời ơi, đúng là ngọt ngào quá đi. Không hôn nhau một cái thì không ổn đâu nha Chẳng biết ai là người khởi xướng. Tiếng hồ hôn nhau đi càng ngày càng vang hơn Thầm Diệp Châu ôm chặt eo của tầng điểm Áp cô ta lên sofa Rồi cúi đầu hôn xuống Bầu không khí lúc này Nóng hơn bao giờ hết Họ hôn nhau say đắm dưới ánh đèn mờ ảo Gần ngay tôi trong căng thức Tiếng của mọi người xung quanh ồn ào huyên áo Còn âm thanh trong tay tôi Lại cô quạnh vô cùng Tôi nôn mửa trong nhà vệ sinh. Lúc ra ngoài, tôi thoáng nhìn thấy bóng người cao lớn đang đứng trong bóng tối. Phòng bên cạnh có người ra vào. Đèn điện liên tiếp chiếu lên mặt của người đàn ông, làm lộ ra cơn tức giận mãnh liệt. Đó chính là thầm Diệp Châu. Chạy nhanh hơn não. Tôi nhanh chóng xoay người rời đi. Tôi đi rất là nhanh, nhưng thầm Diệp Châu còn nhanh hơn. Trần trước của tôi vừa đạp xuống đất, đã bị anh nắm lấy bà vai từ phía sau vợ thấy tôi đã bỏ chạy là trột xạ sao thầm dẹp châu dùng hết 10 phần lực ở bàn tay sữa chặt đến mức khiến cho bà vai của tôi đau đớn tôi vồn vòng muốn thoát khỏi sự kiềm kẹp của thầm dẹp châu nhưng vô ích trột xạ ư tôi khăn sọng cười mỉa tôi chỉ thấy không cần thiết phải ôn chuyện với anh thôi Ninh Du cô xuất hiện trước mắt tôi cả nửa ngày rồi bây giờ mày nói những lời này có phải là hơi quá muộn rẻ hay không chứ Giọng của thầm Diệp Châu lạnh như băng. Gì mà xuất hiện trước mặt của anh? Chẳng lẽ chia tay anh rồi tôi không thể đi học lớp hay sao? Tôi đứng thẳng lưng quay lại phủy tay của anh ra. Nếu đã như vậy, sao cô còn trốn trong toilet nôn mửa chứ? Thầm Diệp Châu giơ tay bóc cầm của tôi. Có mang con của ai? Hay là cây tầm đến phát nôn hả? Nghe đến cảnh anh vừa hôn người khác, thì dạ dày của tôi lại quặn lên để giàu xem sự thật tôi chỉ có thể cắn sức nhịn xuống. Không ăn máy, nhưng lại nôn ra rất nhiều. Thấy tôi không nói gì, thì thầm dẹp châu chậm rãi bình luận. Tôi bị lời nói của anh làm cho kích động đến mức khóc mắt cay cay. Thầm dẹp châu, chúng ta đã sống không còn liên quan gì đến nhau nữa rồi. Suốt cuộc thì anh muốn làm gì chứ? Tôi đề mạnh anh ra, nhưng lại bị anh giữ chặt hai tay đẻ trên vách tường. Câu này phải để tôi hỏi cô mới sống. Anh kể sát xuống bên tay tôi Nếu như đã biến mất rồi Tại sao lại còn xuất hiện hả Thầm Diệp Châu không hề che xấu Sự hận thù và căm ghét trong đôi mắt Máu ở khắp người lạnh tắt Tôi bắt chật nở ra nụ cười Anh muốn nghe đáp án nào đây Không quên được anh Muốn nối lại tình xưa với anh Hay là hối hận Muốn cầu xin anh tha thứ chứ Thầm Diệp Châu không nói gì cả Có lẽ thực sự muốn nghe một lý do Đương nhiên là Cô ấy đi cùng tôi Tôi còn chưa dứt lời Đã bị một giọng nam đầy dễ cợt cắt ngang Cách đó vài bước Cô kêu lời biếng Đút hai tay vào trong túi quần Không biết đứng ở trong góc đó Nhìn được bao lâu rồi Không được bắt nạt bà xã của anh em Thầm nhị Cậu đi quá giới hạn rồi đó Cô kêu bình tĩnh nói thêm Anh có ý gì chứ Giọng của thầm Diệp Châu bỗng hơi ron rẩy Ý của tôi là Hiện giờ Ninh Du là bạn gái của tôi Chờ kể tôi hơn cậu một tuổi Chẳng lẽ cậu có vị hôn thê Còn tôi không được có bạn gái hay sao Cố kêu thở ơ Sắn tay áo sơ mi lên Sẵn sàng động thủ Nếu thầm Diệp Châu không vâng tay Hai người thật sự ở bên nhau sao Ánh mắt của thầm Diệp Châu Lại đặt lên người của tôi một lần nữa Mà dù ánh sáng lờ mờ Nhưng tôi cảm thấy ánh mắt của anh không hề nói dối có cần một nụ hôn ướt át để chứng minh không? Tôi rỗ mắt cười lạnh. Tùy cô. Thẩm Diệp Châu buông tay tôi rồi xoay người rời đi. Cô kêu hít sáo. Nụ cười sao quyệt và đắc thắng nở trên môi của mình. Toàn bộ lớp ngụy trang của tôi bị xé bỏ. Tôi bất lực sợ pha tường, đờ đẫn mà nhắm mắt lại. Bảo đừng đến thì em không nghe. Bây giờ thì tự làm tự chịu đi. Cô kêu tức giận lầm bầm bên tay. Tôi mở to mắt mà nhìn anh, có những chuyện không phải ai cũng làm thay được. Biết tôi muốn gặp bạn học cũ hiện tại đang làm bác sĩ. Cô kêu định giúp tôi nhưng tôi từ chối. Bởi vì tôi muốn tận tay nghe sự thật. Nhưng chuyện tình cảm. Em có thể lừa dối chính mình nhưng không gạt được người khác đâu. Cô kêu đi đến trước mặt tôi. Một tay chống lên bức tường phía sau tôi rồi cúi đầu nhìn tôi. Tiểu dù à, tôi bảo vệ em suốt 7 năm mà em chẳng coi tôi ra gì. Vừa rồi cậu ta làm nhục em trước mặt mọi người Tôi định xử cậu ta mà em không cho Cậu ta thực sự tốt như vậy Chia tay 3 năm rồi Mà em vẫn nhớ mãi không quen sao Rõ ràng là nói móc mỉa Nhưng không thể che giấu nỗi sự đau lòng trong lời nói Tôi vòng tay ôm eo cổ cô Kiều Vội đầu vào trước ngực cổ của cô Kiều Khiến cho cô Kiều giữ người A à, à Bảo vệ và yêu Vốn không liên quan đến nhau Đời người không nhiều đường lui như thế Năm đó anh ta năn nỉ gặp tôi Tôi không gặp Hôm nay lại xuất hiện chẳng khác nào là cái gai trong mắt anh ta Anh ta bực dọc mắng tôi phải câu Tôi nhận Ai bảo tôi đã đến rồi cơ chứ Tôi nhẫn lại giải thích cho cô kêu Có thắc mắc đã tra hỏi Đến đâu rồi không Cô kêu thờ dài cất tiếng hỏi Tôi gật đầu Nếu vậy thì về thôi Cô kêu xoa đầu của tôi nói Tôi đi lấy xe, chờ em ở cửa Được, tôi cật đầu buồn bã thu tay lại trong ánh mắt có bóng người lặng lẽ rời đi trên đường đưa tôi trở về nhà cô kiều bình tĩnh một cách lạ thường anh ta không mở miệng tôi lại càng không có hứng thú nói chuyện nhớ quý chuyện đã hứa với tôi ngày mai tôi sẽ đưa cho em lúc tôi xuống xe anh ta đột nhiên khóa trái cửa xe lại vốn là định từ chối nhưng lại nhìn thấy ánh mắt vướng bỉnh của anh ta khi thay đổi giọng điệu. "Yên tâm, tôi nhớ rồi." Tôi mỉm cười trấn an và làm ra động tác ok với anh ta. Lúc này, anh ta mới mở khóa an toàn. Xe của Cố kêu phóng vù đi rồi, tôi vẫn đứng ngay ra. Anh ta và Thẩm Diệp Châu vốn là huynh đệ tốt, lớn lên cùng với nhau, thậm chí thân thiết đến mức mặc quần áo giống nhau trước khi tôi ở bên thẩm dẹp châu anh ta trao thư tình cho tôi ngay trước mặt của mọi người bị tôi từ chối anh ta còn lớn tiếng nói chưa đến hoàng hà chưa từ bỏ sau khi tôi yêu thẩm dẹp châu anh ta cũng có bạn gái nhưng đuổi hết người này đến người khác không lâu dài tôi nghĩ anh ta chỉ nhất thời có hứng thú với mình nhưng anh ta lại dần dần rời khỏi cuộc sống của tôi và thẩm dẹp châu cuối cùng trở thành người xa lạ với thẩm diệp châu tôi nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa nhưng sau khi trong nhà xảy ra chuyện anh ta chính là người ngày đêm bên tôi cùng tôi vượt qua bao nhiêu khó khăn trong bệnh viện còn lấy bản thân làm khói đạn thành công khiến cho diệp sầm buông lòng cảnh sát với tôi ngoại trợ cha mẹ nơi đời này tôi có hai điều tiếc nối một là phụ tinh thẩm diệp châu hai là không thể đáp lại tình yêu của cố kiêu đêm gió lạnh lùng thổi qua phần da lộ ra ngoài đau đớn tự như là kim châm vậy tôi lấy khăn tràng chai mũi xoay người đi về phía cổng của tiểu cô. mà cách đó không xa một chiếc xe bỗng chiếu đèn pha hai lần theo như là ánh đèn đường tôi nhìn thấy rõ người ngồi ở trên ghế lái lái xe tâm phúc của mẹ thẩm dẹp châu thường băn Tôi không thể không cười khẩy Thật đúng là âm hồn không tan Tôi đi nhanh vài bước Mở cửa ngồi vào kế vụ lái Có việc gì vậy ạ? À? Viện của Ninh chuẩn bị một chút Đêm nay xuất phát Giọng của anh ta vẫn trầm thấp kiên quyết như ngày nào Không phải đã đặt vé 6 giờ sáng ngoài hay sao? Tôi quay sang mà nhìn anh ta hỏi Thảm phu nhân không chờ nổi rồi sao? Anh ta không đáp lại mà đặt điện thoại của mình lên hộp điều khiển trung tâm. Trên màn hình hiển thị trạng thái đang trong cuộc gọi mà mờ loa ngoài. Ninh tiểu thư có ý kiến sao? Giọng của tương điềm trên tới từ microphone keo ngạo và ngang ngực hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ đoan trang và hiền thục ban sáng. Không dám, tôi cao may cười khẽ. Tôi đang nghĩ không biết đây là ý của thẩm phu nhân hay là của tưởng tiểu thư đây? Có gì là khác nhau sao? Người đầu dây bên kia cười hừ một tiếng. Mà kệ là ý của ai? Nên tiểu thư chỉ cần biết. Chỉ khi cô đi rồi thì bác cái thẩm mới an tâm được. Cô ta dừng lại một chút. Mà tôi cũng có thể yên lòng. Nghĩ tới hình ảnh cuối cùng tôi thấy trong quán karaoke. Thì tôi cười khẩy. Chỉ vừa gặp mặt đã phải để phòng tôi. Trong khi tôi lại không tài công đức. Tôi đi là được. Tôi cũng lời tranh luận bước lên trên lầu. Đồ đạc đã được thu dọn từ lâu, chỉ còn mấy món đồ sinh hoạt hàng ngày sau khi chuẩn bị xong. Tôi kéo khóa vali, ba nhìn lại một lần cuối. Căn nhà này do bố mẹ tôi mua, chúng tôi sống ở đây được hơn 20 năm. Khắp nơi đều lưu lại dấu ấn kỷ niệm. Tiếc là giờ đây cảnh còn người đã mất, ngay cả quyền sở hữu căn nhà này cũng đã thay đổi. Tôi đặt chìa khóa ở tủ giày chỗ hiền quan. Khóa kỹ cửa rồi kéo vali đi xuống dưới lầu. Khi xe rẽ ra đường cao tốc, tôi mở điện thoại nhắn tin. Tạm biệt người chủ mới. Lại nhìn thoáng qua tin nhắn đã soạn mà còn chưa kịp gửi. Trong lòng cô đã nguội đi tinh thần thách thức diệp sầm. Tôi tắt đi điện thoại, rồi nhìn sang ngoài cửa sổ. Thầm nói lời tạm biệt với thành phố phồn hoa này. Ánh đèn thắp sáng bầu trời đen kịt Nhà cao tầng san sát Đàn đại ông chiếu sáng chói cả mắt Thành phố này chứa vô số tâm hồn cô đơn Cũng ôm trọn Biết bao niềm vui nỗi buồn của người dân nơi đây Nhưng lại chẳng có một chỗ nào Dùng thần cho tôi cả Chiếc xe chạy càng lúc càng xa Mãi cho đến thi Là nhìn thấy quàng sân quen thuộc Tôi mới giật mình nhận ra Thượng bần đã lái xe đến nhà họ thẩm Cô nhân muốn nói lời tạm biệt với Ninh Tiểu Thư. Thường Văn dừng xe, lịch sự mở cửa xe. Có cần thiết không chứ? Tôi sững người cất tiếng hỏi. Số lần tôi tới đây, chỉ đếm được ở trên đầu ngón tay. Nhưng lần nào cũng khó có thể quên nổi. Và cũng không muốn quay lại đây nữa. Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh. Anh ta nhìn thẳng vào tôi. Hy vọng Ninh Tiểu Thư cũng đừng làm khó tôi. Tôi ngồi trong xe rằng co với anh ta. Gió lạnh thổi tàn cái nóng từ hệ thống sợi trong xe. Lạnh cóng tới mức làm cho tôi rất run. Từ lâu theo ra đã không còn ở nơi này nữa rồi. Một lúc lâu sau anh ta mới nói thêm. Bấy giờ tôi mới xuống xe. từng bước vào trong nhà. Tôi thấy Diệp Sầm đang xem tin tức. Tài chính và kinh tế ở trong phòng khách. Người phụ nữ cần 50 tuổi. Nhưng làn da vẫn trắng mịn như trước chôm đen pha lê sáng lấp lánh. Đây là căn cước nhân dân. Thằng bạn sẽ đưa cô ra nhà ga. Tôi ngồi đối diện với bà ta. Bà ta giảm âm lượng TV xuống thấp, rồi đưa căn cước cho tôi. Cô gái ở trên ảnh, xong tôi đến tận vài phần. Bởi vì trai xấu hành tung của tôi, mà thẩm phu nhân cũng thật là nhọc lòng. Tôi mỉm cười. Căn cước của tôi đâu? Khi nào mới trả cho tôi? khi tiểu châu và tiểu thư tưởng ra thành hôn xong nói rồi bà ta đề một chiếc điện thoại mới đến trước mặt của tôi trước đó hy vọng nên tiểu thư sẽ an phận tôi hiểu ý của bà ta bà ta sẽ tịch thu di động của tôi cô họng của tôi như chợt thắt lại giữ hộ khẩu và chứng minh nhân dân rồi bây giờ ngay cả những mối quan hệ của tôi cũng muốn tức đoạt luôn hay sao nếu như tôi không đồng ý thì sao cách lỡ phải quần áo. Tôi nhanh chóng giữ chặt lấy chiếc điện thoại. Chiếc điện thoại này là thầm Diệp Châu tặng cho tôi 5 năm trước. Là cặp điện thoại đôi với anh ta. Dùng suốt mấy năm nay, đã có lúc tôi đóng băng pha hỏng. Nhưng trong đó chất chứa rất là nhiều kỷ niệm. Tôi không nỡ đuổi. Bình thường chia cân pha đập một chút cũng khiến cho tôi đau lòng. Tôi không muốn có người ngấp nghé chồng của con sâu mà tôi đã chọn. Bà ta đầy chiếc điện thoại đi đến trước mặt của tôi rồi ngái tiếp. Nên tiểu thư, đừng ép tôi phải dùng sức. Chỉ một câu nói đã nói ra quan hệ giữa các nhân vật và góc nhìn của bà ta. Biết không còn đường lui, tôi khôn đốn lấy điện thoại ra đặt ở trên bàn. Tiểu thường, xử lý một chút. Bà ta ra hiệu. Thường bân cầm lấy di động, lấy sim và khe thẻ, rồi sau đó bẻ gãy rồi tay không thương tiếc đập chết điện thoại. Tôi trơ mắt nhìn chiếc điện thoại bị tàn phá nặng nề. Cảm ơn Ninh Tiểu Thư đã hợp tác. Lúc này dẹp xâm hai lòng cắt đầu. Nếu bà cảm ơn vì ba năm qua đã nhau theo ý của bà, thì tôi nhận. Tầm mắt của tôi lướt qua đống phế liệu. Còn nếu cảm ơn vì hôm nay, thì tôi không thể phản bác. Nhưng điều đó cũng không cần thiết đâu. Đời còn dài, Ninh Tiểu Thư còn trẻ. Phải học cách nhìn về phía trước chứ nói rồi bà ta dâng cầm sai khiến thường băn cũng không còn sớm nữa rồi đưa cô nên ra nhà ga đi dạ vâng ạ à. thường bân đáp lại tôi lặng lẽ đứng dậy cúi đầu đi ra bên ngoài thường bân bước nhanh hai bước Nhận chiếc điện thoại mới vào trong tay tôi tôi chết lặng mà nhận lấy nên rồi lúc thường băn sắp bước ra khỏi cửa phòng khách thì dẹp sầm lại mở miệng tôi quay đầu lại giống như một con rối gỗ Hãy sống thật tốt Không ai muốn chiến đấu với một người chết cả Hai tay của bà ta khoanh ở trước ngực Khi thế trên người áp đảo Tôi nghe vậy thì bật cười Mấy năm nay bà ta phòng tôi cứ như là phòng trộm Lúc tôi rời đi còn đập nát di động Đề phòng tôi tái hợp với thẩm Diệp châu rồi làm loạn Nhưng thẩm Diệp châu kêu ngạo như thế Năm lần bài lượt bị tôi làm tổn thương Sao có thể quay lại nữa cơ chứ Nực cự nhất là mụ ta đã làm nhiều chuyện đáng kê tầm như vậy nhưng cuối cùng vẫn dám chúc tôi sống lâu trăm tuổi tôi biết tôi lạnh lùng trả lời lẫn qua người của thường ban để ma mở cửa phòng vừa mới mở cửa tôi bỗng sững sờ tại chỗ thẩm dẹp châu đang đứng ở ngoài cửa lưng của anh ta thẳng tắp hơi thở đều đặn đôi mắt đen trầm đó lại bùng lên một ngọn lửa yếu ớt tiểu châu sao con lại quay về Giọng nói của Diệp Sâm không nén được sự kinh ngạc. Nhớ nhà thì trở về. Không phải là lời mẹ từng dặn hay sao? Bây giờ con về thì mẹ lại ngạc nhiên như thế. Khoai môi của Diệp Châu khẽ nhích lên, cười như là không cười. Là con không được về nhà này. Hay là mẹ đang làm chuyện gì mở am chứ? Từng câu đều khỏi mẹ, nhưng từng chữ từng chữ, như găm cả cây gai nhọn. Tôi nghe mà cau mày, từng có thời gian quan hệ giữa thầm diệp châu vô cùng căng thẳng tốt xấu vẫn gọi một tiếng mẹ hiện giờ tiếng mẹ cũng chẳng muốn gọi nhưng lại xưng hồ với cha mẹ từng điểm là cha mẹ mấy năm qua rốt cuộc là con có chuyện gì phu nhân thằng bằn đột nhiên vội phá đi về phía sau tôi suy nghĩ bỗng nhiên bị cắt ngang tôi nghi ngờ quay lại dẹp Thầm nằm im trên sofa gỗ lim hồ hấp trở nên dồn dập gương mặt luôn bình tĩnh trở nên xanh mét. Tôi không khỏi lo lắng, bởi vì thương bân vừa đi, nên tôi cảm giác xung quanh bỗng trở nên bức bách. Thậm chí, tôi còn người thấy được mùi rượu nhẹ nhẹ trên người của thầm Diệp Châu. Đối với tôi, khoảng cách này thật sự quá mức nguy hiểm. Nếu như đổi lại ở một địa điểm khác, thì tôi còn có thể bình tĩnh đập phá. Chỉ duy ở thầm gia, diễn trò trước mặt Diệp Sâm Tôi không thể nào cười cợt hay tức giận trẻ mắng Khiến tôi trở thành một chú hề rẻ trống hơn Tôi coi như không có chuyện gì xảy ra Lội sang bên cạnh hai bước Muốn tránh xa thầm dẹp châu Thầm dẹp châu lại bước nhanh tới Vòng tay qua eo của tôi Dẫn tôi đi đến trước mặt của anh ta cánh tay của thầm dẹp châu Giống như bức tường đồng vách sát vật Tôi muốn là dính mình tại chỗ Nhưng lại không thể chỉ có thể lê mặt cho thẩm dẹp châu kéo mình về phía trước muộn như thế này rồi mà mẹ yêu của con vẫn còn phải tiếp khách ở trong nhà thật đúng là vất vả quá thẩm dẹp châu dùng sức ấn mạnh tôi ngồi ở trên ghế sofa mới vừa rồi đàm phán thương lượng chuyện gì thế nói cho con nghe một chút nữa tiểu thường đưa nên tiểu thư trở về Dẹp sầm thờ phao nhẹ nhõm, nhưng càng người u ám. Tôi vâng lời đứng dậy, lại bị thầm dẹp châu kéo trở về. Dù gì hiện giờ, con cũng là chủ nhân hơn phân nửa của thầm ta Mẹ làm như thế này có phải không chờ một chút mặt mũi nào cho con hay không cơ chứ? Thầm dẹp châu trình lại đồng hồ ở trên tay. Vẻ mặt biến nhắc, nhưng mỗi lời nói ra đều là sự đe dọa. Phía trước có dẹp sầm, đang nhìn chăm chăm tôi như hồ rình mùi. Bây giờ lại thêm sầm dẹp châu quái gở dồn ép. Tôi chạm vào chiếc điện thoại lạnh như băng trong tay nhất thời trở nên tiếng thoái lưỡng năng. Sau 3 năm, tôi đã không còn tâm trạng nào để can thiệp vào chuyện gia đình của nhà bọn họ nữa rồi. Tôi muốn buông bỏ rời đi, nhưng trên tay chỉ có tấm thể căn cước giả. Không có sự giúp đỡ của thường vân Dù có bắt xe nào, thì tôi cũng không thể nhận diện được để vào trạm. Ngay cả khi ba chúng tôi rằng con, thì dẹp sầm lại lên tiếng không phải con muốn biết ba năm trước đã xảy ra chuyện gì sao? Để cho cô ấy đi đi, mẹ sẽ nói cho con biết. Ai mà biết mẹ có muốn đốt lời hay không chứ? So với mẹ, con càng muốn nghe cô ấy nói hơn. Giọng điệu qua thầm Diệp Châu hơi tè nhạt. Diệp xâm nghe vậy bất chợt dễ cợt. Con muốn nghe cô ta nói, nhưng phải xem cô ta có tình nguyện quệ cho con nghe hay không đã. Mọi ánh mắt đều dừng lại trên người của tôi. Tôi không có nhu cầu ôn chuyện cũ cùng với bạn trai cũ. Tôi nhích môi cười cợt. Tôi sợ cô kêu nhà tôi sẽ ghen. Vừa dứt lời, thẩm dẹp Châu một cước đạp đổ bàn trà. Bàn tay của anh nắm chặt thành quyền, nên nỗi cân xanh cũng đã nổi lên. Như thể tia chấp chưa sức mạnh hủy diệt, ẩn sâu sau đám mây đen vậy. Tôi biết hiện giờ thẩm dẹp châu vô cùng tức giận, nhưng tôi chẳng có lấy một chút cảm giác thành tựu. Là người yêu cũ của thẩm dẹp châu, Tôi luôn biết cách đâm như thế nào Để khiến cho anh có thể đau đớn tột độ nhất Khi ở bên cạnh thầm thật châu Tôi chưa bao giờ nghĩ đến một ngày này Tôi sẽ lợi dụng sự hiểu biết về anh Để làm tổn thương tới anh Ba năm qua Tôi đã khiến cho anh đau thấu tâm can Đi thôi Tôi đứng dậy khỏi thường văn Anh ta nhìn về phía Diệp Sầm Diệp Sầm cặp mạnh đầu Xa đến bên ngoài Bước đã được ba bước Thường Văn lại quay đầu lại Có lẽ lo cho an nguy của dẹp sầm Nếu không đi Có lẽ anh sẽ phải hối hận đó Tôi sẽ dừng lại ngay Thường Văn giật mình Bước chân loang thoáng chốc hẳn nhanh lên Mà lúc này thầm dẹp châu Cũng không ngăn cản nữa Anh ta tiếp quản thầm xa ư Khi chạy đến nhà ga Tôi nhớ đến lời của thầm dẹp châu nói xa so dự mà cất tiếng hỏi Năm ngoái sau khi Tiểu Gia tiếp quản công ty Vô nhân đã chuyển một nửa cổ phần sang tên của Tiểu Gia Thường Vân không xấu gì Có lẽ cảm thấy biết ơn vì vừa rồi tôi hợp tác Hiểu rồi, cảm ơn Tôi chủ động kết thúc câu chuyện Lúc tôi ở bên thầm dẹp châu Anh đã kể mọi thứ cho tôi Tôi biết cha của thầm dẹp châu đã qua đời Để lại 10% cổ phần công ty Đến khi đủ 18 tuổi có thể kế thừa. Rồi thì mẹ qua thầm dẹp châu Có 30% cổ phần trong tay Bây giờ đã chia cho anh một nửa Thế là anh nắm trong tay 25% cổ phần công ty Chế nghĩ được mẹ Ở công ty tuyệt đối có tiếng nói Từ giờ trở đi Thầm dẹp châu sẽ không bao giờ Dễ dàng bị mẹ mình kiềm chế nữa Tôi nghĩ ở trong lòng Tôi nhắm mắt Muốn ngủ nhưng lòng lại rối bời Không thể nào ngủ được Tay chạm vào trong túi theo thói quen lấy di động ra, lại sờ vào một chiếc túi trống rỗng. Bây giờ tôi mới nhớ ra, chiếc điện thoại đã đi đời ở nhà họ thẩm. Chắc để ý tới hành động nhỏ của tôi thì thường bắt nói. Chuyện hôm nay tôi cũng chỉ nghe lệnh mà làm. Ninh tiểu thư đừng quả trách. Tôi có tư cách này sao? Tôi không nhận được mà chăm chọc anh ta. Anh ta nhìn thằng về phía trước không nói gì nữa cả. xe xe chạy dọc theo cao tốc đến thành phố lân cận. Có tiền mặt không? Lúc chuẩn bị xuống xe tôi cất tiếng hỏi. Tường Vân lấy ví mở ra. Ninh tiểu thư cần bao nhiêu? 200 là được rồi. Tôi cầm lấy tờ 200 tệ. Phiền thường sư phụ lấy hành lý giúp tôi. Anh ta mở cửa xe đi ra ngoài. Tôi nhét chiếc điện thoại mới vào hộp đựng đồ phía trước chỗ ngồi. Xách túi xách xuống, đi một mạch đến sân ca dưới sự hộ tống của thường văn Lần này từ biệt Từ nay về sau Dù có là trời cao biển rộng Cũng không ai có thể điều khiển cuộc sống của tôi được nữa Đường sắt cao tốc rồi tàu hỏa Tàu hỏa rời xe buýt Xe buýt rời xe đầu kéo Xe đầu kéo rồi lại xe ôm Cuối cùng sau hai ngày một đêm Suốt cuộc tôi cũng đến một thôn nhỏ Ở trên núi phía nam Quê hương của tôi Cũng là quê hương của mẹ tôi Sau khi cha qua đời bà không muốn hoài niệm cố nhân, cho nên lặng lẽ trở về nơi đây ở. Diệp Xuân mất đi quân cờ cuối cùng để giam hãm tôi. Nợ năm nay càng theo dõi tôi chặt chẽ hơn. Tôi chọc giận bà ta hết lần này đến lần khác. Mới thành công khiến bà ta tống cổ tôi khỏi Bắc Thành. Hiện giờ cho dù bà ta nắm được tin tức về thân phận giả của tôi, thì cũng đừng nghĩ đến chuyện là tìm người trên ngọn núi mênh mông này. Điều khiến cho tôi kinh ngạc hơn là Mẹ đã biết ý định giảng dạy của tôi Đề nghị cho tôi ở trong ký túc xá của trường Tôi chỉ có thể liên hệ với sao sư sẽ hỗ trợ Mà tôi tìm được ở trên mạng Nhờ bà đưa tôi đi đến gặp hiệu trưởng May mà hiệu trưởng thấu tình đạt lý Sắp xếp cho tôi ở trong một sàn phòng của ký túc xá Đêm đó trên núi có một trận tuyết rơi Nửa đêm tôi bắt đầu xuất cao vì chưa kịp thích nghi với rừng văn gỗ và khí hậu lạnh ẩm. Ở trong căn mê man, không hiểu sao tôi lại nhớ tới cố kiêu. Sau đó là nhớ đến lời thỉnh cầu mà anh ta cứ khăng khăng muốn tặng tôi. Tôi khó chịu thở dài, đúng là vẫn giữ lời hứa. Trận ốm này vật vã, may mà thuốc trước đó mang đi còn dùng được, cho nên cũng khỏi mau. Sau khi thích nghi được với một nửa ngôn ngữ của địa phương ở đây. Tôi bắt đầu làm việc. Tôi lựa chọn môn tiếng Anh. Ban ngày thì dạy học. Những lúc rảnh rỗi ở nhà thì trồng rau với mẹ. Cũng coi như là an cư và lạc nghiệp. Cả ngày đối mặt với người dân chất phác và những đứa trẻ hiếu học. Họ kỳ vọng vô hạn vào thế giới bên ngoài dãy núi. Tôi cũng không ngại phiền mà giảng cho họ nghe. Từ khi được hỏi có đối tượng hay chưa, Tôi đã kết hết vài áo xinh đẹp. Ngừng mặt lên nhìn trời, hòa nhập hoàn toàn với mảnh đất này. Kết nối Internet trên núi không ổn định. Cộng may là điện thi dung ổn. Đêm dài vắng lặng, không niềm an ủi. Tôi ngồi bên cửa sổ ngắm sao. Đêm trên núi, luôn tĩnh mịch trống trải. Như thế có thể chứa đựng được mọi thứ. Lại như chẳng có gì ở đây cả. Chút yêu thương và hận thù trong lòng cũng dần dần hóa thành hư vô. Dạy học là mơ ước thời nhỏ của tôi. Nửa đời còn lại của tôi có lẽ sẽ mang sắc điệu bình thản như thế này. Tôi cứ nghĩ sẽ có đời này như thế. Nhưng không ngờ nửa năm sau lại gặp mẹ của thầm Diệp Châu. Bà ta đi cùng với Thường Vân. Tôi chú ý đến họ theo ánh mắt ngạc nhiên của tất cả học sinh. Khi ấy tôi đang mặc áo bông hoa lấm lem buồn đất chơi trò diều hâu bắt cả con với học sinh lớp 1 trên sân thể dục. Bà ta mặc sườn xám cổ cao, trang điểm tinh tế, quan sát tôi qua hàng rào bằng gỗ của trường. Đứng sau bà ta là thường vân đang mặc một chiếc áo vest đen cùng với chiếc xe việt xã hạng sang dính đầy bùn đất. Bất kể là điều gì, thì bọn họ cũng đều không phù hợp với mọi thứ xung quanh. Không có việc gì, thì không đến tòa tam bảo. Bọn họ có thể tự thân tìm được đến nơi này. Tôi quả thực là bái phục. Tôi chọn một bé cao hơn làm cả mẹ. Rồi sau đó liền rời khỏi trò chơi. Tôi cứ nghĩ mình trốn đủ ra rồi. Hóa ra vẫn chưa khuất mắt các người hay sao? Tôi đến trước mặt của bọn họ cất lời chào hỏi. Ninh tiểu thư hiểu lầm rồi. Phụ nhân muốn mời cô về một chuyến. Dẹp xăm mím môi không nói gì. Thường Vân lại tiếp lời. Tôi nghe xong thì bỗng nhiên bật cười. Mời tôi trở về. Các người có biết mình đang nói cái gì hay không vậy chứ? Lập kế hoạch lợi dụng tôi hết cỡ. Cuối cùng tổng khứ tôi khỏi Bắc Thành. Rồi sau đó nửa năm lại đổi ý hay sao? Tôi nhau mắt mà nhìn Diệp Sầm. Chỉ nửa năm không gặp, mà cơ mặt khoan thai quý phái của bà ta xả đi mấy phần. Ý của phu nhân không phải là như vậy. Thường bân mặt dày, làm người hòa giải. Ninh Du, đừng có vô liêm sỉ như vậy. Tôi đã đích thân tới mời cô, cô còn muốn như thế nào nữa? Diệp Sâm hoàn toàn không có thành ý. Bắt đầu lớn giọng quát tháo. Bà ta thu hồi bộ mặt giả nhân giả nghĩa. Tôi cũng lười làm bá đá bạch liên hoa. Vài dãy này bốn năm trước, tôi đã hoàn thành rồi. Tôi quê xuống, rút một ngọn cỏ đuôi chó chậm rãi chơi đùa. Bà có muốn không? Cho bà đó. Diệp Sầm bùng nổ cơn giận. Thằng Bân lặng lẽ tiến lên, kéo Diệp Sầm ra phía sau. Ninh tiểu thư, phụ nhân cũng có nỗi khổ riêng. Anh ta quấy người, thái độ vô cùng kính cẩn. Có thể để mặt tôi mà đi một chuyến không? Lưng của anh ta khom rất thấp. Tôi lại ngang ngược không chịu đứng dậy. Cô à, cô mau đến chơi với chúng em đi. Đúng lúc này, một học sinh cao giọng gọi tôi cách đó không xa giọng nói non nó nớt tràn đầy sức sống. Cô về ngay đây, chờ cô một chút nhé. Tôi lấy hai tay bắc loa đặt ở trên môi, vai trả lời lại bọn chúng. Các người thấy đấy, nơi này rất là cần tôi, thực sự là không đi được. Xoay người lại, tôi giang hai tay ra, vừa như là rất bất đắc sĩ. Với cả bây giờ, tôi đang rất là hạnh phúc. Cũng không có nhu cầu ra ngoài ngắm nhìn thế giới. Nên dù, cô đừng có mà quá đáng. Cơn tức của Diệp Sâm như tăng vọt theo cấp số nhân. Nếu nói về đội quá đáng, có vẻ tôi vẫn thua bà đi. Tôi phe phầy ngọn cò đuôi chó trong tay, lạnh lùng mà cất tiếng bổ sung. Thường bần định nói điều gì đó, nhưng đã bị tôi cắt ngang. Tôi sẽ không về đâu. Tôi xoay người đi không một chút lưu tình. Tạm biệt nhé, không tiễn. Vừa đi được một bước, tóc của tôi đã bị giật lại. Tôi đau đớn quay lại. Diệp sầm túm lấy đuôi tóc của tôi mà kéo. Về mặt hùng ác vô cùng. Chỉ một giây, tôi đã cởi bỏ lớp phòng ngự. Tôi giơ chân đạp mạnh vào bà ta. dẹp xong không ngờ tôi đá chân, mặt liền biến sắc. Thẳng bắn nhanh chóng chăn sợ tôi và bà ta, đỡ thay bà ta. Tuy cố đạp này trượt mục tiêu, nhưng ít nhất cũng giúp tóc tôi được buông. Lúc vớt tóc, tôi thấy một vài sợi tóc rơi xuống đất tôi thấy phổi của mình tự như sắp nổ tung lên. Không về chính là không về. Muốn tôi đi cùng với các người ư? Trừ khi đánh gãy chân tôi rồi cõng về. Nói xong tôi liền bỏ đi. Thường Văn, đánh gãy chân cô ta cho tôi. Dẹp sầm cao lên giống như một kẻ điên vậy. Nhưng mà lúc này thường Văn lại không hề nhúc nhích. Tôi phất lơ lờ lời chơi rùa qua dẹp sầm. Chặn mấy học sinh đang ngơ ngác lại. Dẫn bọn nhóc trở về phòng học. Có người học được cách sổ bệnh như chó điên Nhưng tôi cũng không muốn chửi rủa Như một cái mồm thối Tin tức về sự xuất hiện của Diệp Sâm quá lớn Khiến rất nhiều người tò mò Ngay cả mẹ tôi cũng hốt hoảng chạy đến trường Hỏi xem ai đã làm phiền tôi Mấy năm nay tôi vẫn xấu bà Về những việc xấu mà Diệp sầm đã làm Hôm nay bà cũng không muốn đối mặt trực tiếp Diệp Sâm Tôi không muốn bà lo lắng Lôi dối chuyện cũ với bà Đến tối Một giáo viên mang một lá thư vào biêu kiện đến bao là thường vân nhờ cô ấy chuyển Tôi muốn em nó đi Nhưng nhìn đến dòng chữ ở bên ngoài Thì tôi dừng động tác Là chữ viết của cô Kiêu Nội dung thư trở những suy nghĩ vụn vặt Còn có cả sự trách móc Và trọng tâm là câu hỏi Hiện giờ tôi đang ở đâu Tôi mở biểu kiện ra Bên trong có một chiếc điện thoại di động mới căn cước, giấy tờ tùy thân của tôi, cùng với một ít đặc sản ở Bắc Thành. Không có để có thể nhìn ra. Thư là do cô kêu viết, còn bưu kiện là do thường bân chuẩn bị. Có điều thường bân không hề đề kẹp lý do. Ngày hôm nay anh ta tới đây, cũng không nhắc đến thầm Diệp Châu. Lòng tôi lại nổi lên một sự tò mò. Cho dù số lần tôi gặp Diệp Dâm không nhiều, nhưng hầu như lần nào cũng là bà ta triệu kiến tôi bây giờ rồng lại ghé nhà tôm vật ngàn dặm xa xôi đến nơi vùng núi rừng hẻo lánh này bà bà ta không có ý đồ gì thì còn lâu tôi mới tin rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mới khiến cho chúng tôi đào ngược vị thế chứ tuy rằng là tò mò như thế nhưng từ lâu tôi cũng đã không muốn tìm khổ nữa rồi tôi nhờ các đồng nghiệp đi chia chắc đặc sản ném điện thoại sang một bên rồi sau đó đọc sách nhất định phải liên lạc với cô kiêu nhưng trước khi phải nghĩ ra một cái cớ nếu không thì tôi không dám sợ rằng sẽ bị mắng tôi xử lý mọi chuyện đều rất là dứt khoát nhưng chỉ khi đối mặt với cô kiêu tôi lại lúng túng có lẽ chỉ thường bân là có thể nhìn ra được điều này mãi cho đến thứ sáu mẹ tôi nhờ người truyền lời rằng bà đi thăm họ hàng để tôi ở lại trường hai tháng nay thỉnh thoảng bà lại mất dạng. Không thăm người thân thì là bạn bè. Tôi chưa quen với địa hình ở đây, nên cũng không có cách nào tìm bà. Sau khi tự túc bữa tối, tôi lấy điện thoại ra mở nguồn, ngồi ở bên cửa sổ thở dài một hơi. Tôi bấm gọi dãy số quen thuộc kia. Có chuyện gì thì nói nhanh. Nếu gọi nhầm thì cút, tôi đang rất bận. Vừa mới kết nối, đón tiếp tôi chính là câu tuyên ngôn đặc biệt của cô Gil bên kia rất là ồn ào. Nếu không phải là quán bar, thì chắc là quán karaoke. Là tôi, Ninh Du đây. Tôi chai miệng. Cố kiểm nén ý nghĩ sẽ cúp máy. Ninh, Ninh, Ninh Du. Giọng cô cố kêu, đột nhiên lắp bắp cao lên tận mấy tông. Sau đó, là một loạt tiếng cút được hạ thấp giọng. Không phải là đuổi người thì cũng nhắc để giữ trật tự. Còn có cả tiếng thủy tinh vỡ loảng rằng Tuy không ở đó Nhưng tôi cũng hình dung được bên kia đang hỗn loạn như thế nào Là tôi Tôi chớp mắt khó chịu trả lời Em đang ở đâu Cô kêu vội vàng cất tiếng hỏi lại Hỏi cũng là vô ích Anh không tìm được tôi đâu Tôi không trả lời thẳng Em đang ở đâu Giọng của cô kêu nghiêm túc hơn hẳn Đã bảo là Tôi còn chưa kịp nói xong Thì đã bị cô kêu cắt ngang Em ở đâu Cô kêu gần ra từng chữ không chịu buông tha. Rõ ràng là đang vô cùng tức giận. Tôi thức thời ngoan ngoãn, báo cáo lại địa chỉ. Chờ tôi. Cô kêu lời ít ý nhiều. Hai chữ chờ tôi này hàm ý quá rộng. Nhất thời tôi không thể nào lý giải được. Không đợi tôi thắc mắc thêm. Thì cô kêu đã lập tức cúp máy. Tôi trở mắt chiếm tiếng tút tút ngắt máy này. Ba giờ sáng, tôi bị âm thanh tần số cao đánh thức là tiếng tạo ra từ cánh của chiếc máy bay trực thăng tim của tôi đập loạn nhịp tôi lờ mờ cảm thấy một sự cảm không lành mở cửa sổ thăm so ở bên ngoài đêm sáng vằng vặc trăng treo cành cao bay lên ngôi làng và dưới ánh trăng là một chiếc máy bay trực thăng dân dụng đèn điều hướng đèn đi đêm đèn chống va chạm đèn hạ cánh tất cả đều được bật đang độ giữa hè núi rừng rậm rạp gió mạnh từ trực thăng thổi qua, khiến cho cảnh lá lay động mãnh nhiệt Một chiếc thang dây dài được thả xuống. Một người đàn ông đeo Palomini đang trào thăng, rõ ràng đang tìm điểm tiếp đất. Một cái tên lập tức hiện ra trong đầu của tôi. Cô Kiều. Cô Kiều và Thẩm xếp Châu đều là phố nhị đại. Nhưng đến tận ngày hôm nay tôi mới nhận ra là cô Kiều kiêu ngạo hơn nhiều. Giận thì giận, mắng thì mắng tôi ngoan ngoãn lấy một bộ quần áo không quê mùa lắm mặc vào lấy đèn pin ra soi cửa trên đường đi gặp chú quản lý hậu cần ở trường chú lo lắng hỏi tôi rằng đã xảy ra chuyện gì tôi chắn ăn nói rằng mình không sao để chú được về nghỉ ngơi rồi sau đó một mình đi bộ đến sân thể dục tới đó tôi chiếu đèn pin vào trực thăng tắt mở đèn ba lần cuối cùng cũng thấy nó đứng yên ở đó Chiếc máy bay trực thăng bay về phía tôi Rồi sau đó lơ lửng trên bầu trời sân thể dục Chắc là đang xem độ cứng của nền móng Sợ nó sẽ sập không hạ cánh được Mái tóc dài buộc hơ của tôi Bị thổi tung theo cơn sóng Đầu óc vù vù cả đi vì tiếng động Lúc cô Kiều từng bước từng bước đi xuống từ thang dây Tôi đang nấp sau một thân cây đại thụ Đề phòng bị thổi bay Tôi nghe thấy tiếng ịch nặng nề của thứ gì đó chạm đất. Vừa mới thò đầu ra khỏi cây đại thụ đã bị cô kêu ôm lấy. Cô kêu mặc áo sơ mi basic và quần demi, làn da còn mang theo sự mắt lạnh của gió đêm. Tôi ngồi thấy mùi nước hoa rõ một một trên người của cô kêu. Khỏi phải suy nghĩ, trước khi đến đây cô kêu cũng đã sở soạn kỹ càng rồi. Vừa định ra về kết bỏ, trên sân thể dục lại truyền đến mấy tiếng bịch bịch tiên tiếp, tiếp. Tôi ngó đầu ra nhìn, được thăng thả xuống mấy biêu kiện rồi bay vòng. Đó là gì vậy? Không cần phải để tắm, mai rồi nói tiếp. Em ở đâu? Màu dẫn anh tới đó. Cô Kiều cứ thế nửa kéo nửa lôi tôi đi về phía trước. Ở bên này, tôi bất lực mà kéo lấy cô Kiều. Nước trên núi cũng không thuận tiện, cũng không có vài hoa sen để tắm. Tôi tìm một chiếc khăn mặt sạch cho cô Kiều. Hòa nước đun sôi với nước lạnh, bảo anh ta tắm trở qua la. Căn nhà nhỏ ba phòng của tôi Chắc được khoảng 10 mét vuông Không sofa Ngay cả một cái chiếu dự phòng cũng không có Đêm hôm khuya khoắt không tìm được chỗ nào cho cô kêu ngủ cả Nhưng giường phan gỗ của tôi Đều trải một tấm đệm dày rất êm ái Tôi sợ cô thiếu xa xa Cũng không chịu được khổ Cho nên nhường giường cho anh ta Còn mình thì ngủ tạm trên chiếc ghế qua đêm Cô Kiều không nói một lời nào. Bế bổng tôi lên cho đặt ở trên giường. Sao tôi có thể chiếm giường của em? Chữ được, không được nói ra. Anh ta cứ thế, đe ca quần áo trên người mà nằm xuống bên cạnh tôi. Anh ta người cao chân dài. Chiếc rừng 1m2 của tôi bỗng chốc trở nên vô cùng chật chội. Chỉ một chút cử động nhẹ có thể va vào anh ta. Ai cho anh chiếm tiện nghi của tôi? Sao mặt của tôi mỏng đi? Cô kia quay sang tôi nói. Nếu như em còn nhiều lời nữa, anh sẽ chấm tiện nghi thật đó. Gái ngoan không chịu thiện trước mắt, cho nên tôi ngoan ngoãn nằm in. Đêm đã tắt, anh Trăng xuyên qua xong cửa rồi chiếu vào. Em lấy đèn pin chiếu xa ở đâu vậy chứ? Cô kêu tìm tôi để nói chuyện. Nhìn thế nào cũng không giống như một người buồn ngủ. Tôi còn có cả bình xịt xoáy, dao thụy sĩ, gậy co rút. Còi báo động mini, anh có muốn xem xong? Tôi cười ác nói, Cô Kiều hoàn toàn câm nín. Trong giây lát hơi thở đã yếu đi. Bóng đêm yên tĩnh, tôi cũng dần dần chìm vào trong mộng đẹp. Chắc là đêm qua tiếng động ở trường quá lớn. Vừa mới sáng sớm ngày hôm sau, cửa phòng của tôi đã bị gõ. Cô Kiều vội phá thể hiện tác dụng của đôi chân dài. Mở cửa với tốc độ chạy 100 mét. Tôi sở soạn dùng mạo một chút mới ra khỏi phòng ngủ. Trước mắt của tôi là một trận đại chiến. Không chỉ mình hiệu trường mà còn cả những giáo viên đã về nhà từ hôm qua. Chàng trai này là... Hiệu trường tò mò, la mặt cất tiếng hỏi. Mấy giáo viên đứng đằng sau cũng quên mất mục đích ban đầu tới đây. Ai nấy cũng đều dòng tay lên mà lắng nghe. Đây là hiệu trường chô. Còn đằng kia là đồng nghiệp của tôi. Tôi giới thiệu một cách ngắn gọn. Chào hiệu tưởng, tôi là bạn trai... Cô kêu tranh tôi trả lời. Chưa nói hết câu đã bị tôi lầm trong một cái, Tôi là anh của Ninh Du Người anh trai ở phương Nam của cô ấy Cô kêu thậm thời sợ sang lại Lời nói dối cập kiễng Khiến tôi nhịn không được mà bật cười Sau khi nóng chuyện xong Hiệu trưởng nghiêm túc hoài đóng bưu kiện Trên sân thể dục là gì Suy chút nữa thì quên mất Tiểu Du à Anh trai mang nhiều quà cho em lắm đó Còn chưa kịp hỏi cô kêu Thì anh ta đã kéo tôi chạy ra bên ngoài Lúc đang chạy Lần gió nói dịu dàng thổi qua tai tôi. Tôi nghiêng đầu nhìn về phía cố kiều. Bảy năm trôi qua, mọi chuyện đều thăng trầm. Chỉ có anh ta. Vẫn mãi là tùy tiện vui vẻ như thế này. Ở trên sân thể dục tôi gặp rất là nhiều người. Quản lý hậu cần, học sinh của trường. Còn có cả người dân sống ở nơi đây nữa. Ai nấy đều nhìn chằm chằm những chiếc túi bằng da rắn được thả xuống từ trong trực thăng. Cũng mày mà bọn họ tò mò Nhưng không có động tay động chân Cô Kiều đẩy hai biểu kiện Đến bên cạnh chân tôi Rồi quấy người mở khóa Nhìn thấy đồ ở bên trong thì tôi sững sờ Đồ loại màu sắc Ngoài đồ ăn vặt như chocolate, khoai tây Còn có rất nhiều đồ dùng hàng ngày Bảo không mang cả siêu thị đến đây Thì tôi cũng không tin Mang quà chia cho mọi người Cô Kiều nhìn xung quanh Ánh mắt dừng ở cả thầy hiệu trưởng Phiền hiệu trưởng Chu giúp đỡ phân chia một chút. À, được được được. Hiệu trưởng Chu bị hào quang của cô Kiêu làm cho kinh động. Đi thôi tiểu Du, chúng ta cũng trở về mở quà nào. Cô Kiêu vác hai cái túi còn to hơn cả người của mình ở trên hai vai. Dẫn đầu đi về phía ký túc xá của tôi. Trong chiếc túi lớn có một biểu kiện nhỏ, chứa quần áo tắm rửa của anh ta. Còn lại đều là đồ ăn vặt thố nhồi bông và các sản phẩm để chăm sóc da cho tôi. Vốn định nấu cháo, tôi lại nghĩ. Bèn lấy bánh mì từ đống đồ ăn vặt để giải quyết bữa sáng. Sau đó trước khi cô kêu sợ trò, tôi thỏa thuận với một thầy giáo không ở lại thường xuyên để mượn ký túc xá. Thế là xong vấn đề chỗ ở của cô kêu. Lúc biết chuyện này, cô kêu phản đối nhưng vô ích. Anh ta mang nhiều đồ như thế. Căn phòng nhỏ xíu của tôi làm sao chữa nổi sau khi mẹ tôi trở về thì lại phải rời chúng đi. Bà cũng hiểu rõ cô Kiều từ lâu. Biết cô Kiều đặc biệt lên núi tìm tôi. Bà luôn sẵn dò so tôi phải tiếp đón người ta cho tốt. Tôi cũng chỉ có thể phăng lời. Là một người ngoài, cô Kiều thấy mọi thứ ở ngọn núi này đều là mới mẻ. Ngày đầu tiên, anh ta kéo tôi lên núi để mà hái nấm. Ngày hôm sau thì lôi tôi xuống sông bắt tôm bắt cua. Ngày thứ ba thì quốc đất trồng rau ở trước nhà mẹ tôi. Ngày thứ tư trở thành giáo viên thể dục của trường. Ngày thứ năm hái sạch cây đào trong thôn. Tôi cứ tưởng anh ta sẽ không chịu được khổ trên ngọn núi này. Nhưng không ngờ anh ta lại thích thú như vậy. Nhờ sự chăm chỉ làm lộn của anh ta, mà những người xung quanh tôi đã thay đổi xưng hồ với anh ta. Từ chàng trai kia, cố kiêu, thành kiêu kiêu thầy cố, người nhà cô Ninh. Từ đầu tới cuối anh ta không hề nhắc đến thẩm Diệp Châu Cũng không thắc mắc tại sao tôi lại bỗng dưng biến mất Anh ta không nhắc tôi cũng không hỏi Cứ xem như là anh ta lên núi nghỉ dưỡng Điện thoại anh ta quá nhiều tin nhắn Anh ta cảm thấy phiền phức liền tắt máy rồi quăng vào ngăn kéo để khỏi nhìn thấy nữa Một tháng sau Anh ta bắt được một con cây rừng trong núi Hào hứng bà hầm cho tôi ăn Nên mở điện thoại để xem hướng dẫn không biết trông thấy gì. Đột nhiên bỏ con gà rừng lại, chạy mất tiêu năm sáu tiếng. Cuối cùng con gà rừng kia vẫn do mẹ tôi xử lý. Hôm đó tôi và cô kêu về nhà ăn cơm. Ăn cơm xong anh ta lại kéo tôi lên núi, nói rằng chiêm ngưỡng hoàng hôn. Biểu cảm của anh ta quá đuối nghiêm túc. Tôi im lặng hồi lâu rồi đồng ý. Lên tới đỉnh núi thì vừa lúc hoàng hôn buông xuống. Ánh sáng màu đỏ cam ôm lấy dãy núi rừng núi chập trồng sai ngắt. Như thể là một lớp áo lộng lẫy, đẹp đến mức nao lòng. Ninh dù à, về thôi. Cô Kiều ngồi trên một thằng đa lớn, mở miệng cất tiếng gọi. Được, tôi ra điều kiện. Nhưng anh phải nói cho tôi trước, anh đã giao dịch gì với thường Vân? Từ lúc thường Vân dùng mánh khóe, vòng vòng phèo phèo đưa cô Kiều tới gặp tôi. Tôi đã biết có những chuyện sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Nhưng mà đối mặt cũng không có nghĩa là chấp nhận. Thằng bắt là ai? Cô kêu hai ngược lại. Diễn xuất quá mức vụng về. Tôi cũng chẳng đành lòng vạch trần. lái xe cho mẹ của thầm Diệp Châu. Là người mà anh đặt biệt danh là binh thối chân đó. Tôi nghiêm túc nói thêm. Binh ca ca. À, ra là anh ta. Cô kêu ngượng ngùng gãi đầu, anh ta đồng ý giúp tôi tìm em. Tôi đồng ý đợi em trở về. Nếu như tôi không đồng ý quay về thì sao? Tôi cũng lời phành phó nói. Có về hay không là quyền của em. Mục đích anh em đây là để tìm em. Chứ anh đâu có hứa sẽ thực hiện cho anh ta chứ. Cô kêu tỏ ra bình tĩnh. Nhưng đôi chân dài đang lắc lơ kia đã bán đứng anh ta. Quả là trong là anh ta không thờ ơ giống như vẻ bề ngoài anh ta có bí mật muốn xấu giếm tôi a à, kiều tôi không định quay về tôi đá một hòn sải ra xa nhìn nó lóm tõm lăn xuống dưới hồ tôi không muốn lòng con diều trong tay của bất cứ ai nữa cảm giác mất tự do thật sự rất là tồi tệ đúng là gì sầm cũng có hơi cứng rắn cô kiều oai nói giọng đồng tình chú thầm mất sớm mấy năm trước anh trai Ai châu xảy ra chuyện ngoài ý muốn Bà là phụ nữ yêu đuối, một mình gánh vác công ty qua thật không dễ dàng. Ngay đến đây tôi bỗng nhiên cười phá lên. Không, bà ta vốn không phải là phụ nữ yêu đuối. Bà ta có mánh khóe thâm hiểm, để đạt được mục đích sẵn sàng hại cả mạng người. Tôi nghiến răng ken két. Cô kêu giật mình, chống vào tăng đá rồi sau đó đứng dậy. Tiểu dù à, mấy năm qua dẹp sầm đã làm gì em chứ? Anh ta đứng thẳng tắp, càng người căng lên giống như là dây đàn. Tôi muốn nghe lời nói thật. Bà ta đã làm rất là nhiều chuyện. Phải bắt đầu từ đâu thì mới được đây. Tôi quấy đầu suy nghĩ một chút. Nếu anh không phiền thì bắt đầu từ cha của tôi đi. Cha tôi có một chút tật xấu. Lúc bị bệnh không chịu gặp bác sĩ mà muốn chịu chết. Ai khuyên cũng là vô dụng. Nên đến lúc phát hiện ra suy thận. Cũng đã tới giai đoạn phải ghép thận rồi nhưng cha tôi lại may mắn chỉ mấy ngày đã tìm được nguồn thay thật phù hợp lúc đó dẹp sầm ép tôi và thẩm dẹp châu phải che tay tôi cũng biết anh ta bị nhốt nhưng vì trong nhà xảy ra chuyện cho nên không để ý khi ấy chi phí phẫu thuật của cha tôi còn thiếu một chút nhưng có thể vay mượn người thân bạn bè không phải là vấn đề lớn cần nhắc đến chi phí trô cấp sau này mẹ con tôi quyết định bán nhà có người sẵn sàng mua nhà và trả cọc trước 30% sau khi biết hoàn cảnh gia đình của tôi. Nhưng đến trước ngày phẫu thuật lại đột ngột đổi ý. Hôm phẫu thuật, bác sĩ phẫu thuật chính biến đi đâu mất. Y ta nói ông ta nhất thời phải nhận ca phẫu thuật khác, lực bất tòng tâm. Chuyện này xảy ra quá mức trung hợp. Lúc ấy, tôi không nghĩ nhiều như vậy. Vội vàng chạy tới phòng viện trưởng tranh chấp, lại thấy dẹp sầm ở đó. Lúc bây giờ, tôi mới biết. Tất cả những chuyện xảy ra đều là do bà ta giở trò. Bà ta không phủ nhận, còn bảo tôi, nếu như tôi vẫn tiếp tục lựa chọn tình yêu, thì bác thằng này sẽ không chớ người nhà của tôi. Nhưng khi ấy tôi còn quá trẻ, chỉ nghĩ giàu có thì có gì to tát đâu cơ chứ. Có phải có tiền thì muốn làm gì cũng được đâu. Tôi xin chuyển viện cho cha. Tôi chạy phải khắp các bệnh viện. Nhưng thật sự lại bị va mặt thời gian quá gấp. Họ nữa không thể sắp xếp một cuộc phẫu thuật trong thời gian ngắn như vậy được. Ngay cả căn nhà tôi cũng không có ai hỏi thăm. Sau đợt trì hoãn đó, bệnh tình của cha tôi chuyển biến đột ngột. Xuất hiện quả triệu chứng nhiễm trùng tiết niệu. A à, kêu à, Anh có thể hiểu nổi cảm giác tuyệt vọng đó không? Sinh tử bị người ta nắm giữ. Cho dù có dương nanh mua vuốt như thế nào, thì cũng không thể xoay vần nổi sóng gió. Chuyện sau này thì anh biết cả rồi đó. Tôi lấy 200 phận quần dẹp sầm. Rồi đề nghị chia tay với A Châu. Tuy dẹp sầm sắp xếp bác sĩ giỏi nhất phẫu thuật cho cha tôi. Nhưng cha tôi phản ứng quá mạnh sau phẫu thuật. Thế rồi bắt đầu chặn đường dài chạy thận. Nhà cờ rỗng thách. Cha không muốn cả đời sau này. Mẹ còn tôi phải chấp nhận chiếc hố sâu không đáy này của ông. Cuối cùng quyết định tự vẫn. Chiều ta lùi về phía mặt đất. Bóng tối dần dần xâm chiếm. Mái tóc trước chắn của tôi bị gió nối thổi tung, đã che khuất tất cả ánh nhìn. Anh kêu à? Anh còn nhớ tôi nhờ anh copy. Chụp lại bệnh án nằm viện và phẫu thuật của cha tôi không? Hôm học lớp, tôi đi tìm một người bạn hải quy kia. Không phải là để hỏi kiến thức y học đâu. Mà để biết xem Diệp Sầm có làm đúng như lời của bà ta đã nói hay không Không động tay động chân và thuốc men Đến ca phẫu thuật của cha tôi Tôi cầu xin anh đừng ra mặt Khi ai trao mốc miệng tôi Là để không làm lớn chuyện Khiến Diệp Sầm biết những chuyện lén lút của tôi Tôi sợ bà ta lại trút sận lên người của mẹ tôi Tôi đã mất cha rồi Tôi không thể nào mất thêm cả mẹ của mình nữa Cùng hay tất cả các thuốc và bệnh án trần đoán cùng với điều trị kỳ lại đều hợp lý. Có điều, sau khi biết Diệp Sầm không phải là nhân tố quyết định cái chết của cha tôi, thì sự căm hận của tôi với Diệp Sầm vẫn không nguôi ngoai một chút nào cả. Mấy năm nay, tôi đã quá mức đau khổ. Nếu như Diệp Sầm là đau phổ, thì thường văn cũng chính là đồng lã. Tôi biết, anh vẫn coi Ai Châu là anh em tốt. Biết anh muốn nói chuyện thay cho anh ta, nhưng đó có quá nhiều trở ngại ngăn cách giữa chúng tôi rồi. Chẳng thể nào có thể quay lại được nữa. Khi còn trẻ, tôi lên nghĩ tình yêu có thể vượt ra mọi trong gai. Chỉ cần hai người yêu nhau là có thể vượt qua tất cả được những khó khăn đó. Thế nhưng cuối cùng bị dập cho tê thả. Tôi mới biết, hóa ra tình yêu chính là thứ yêu ớt nhất ở trên cõi đời này. Nếu như từ bỏ A Châu, có thể đổi lấy nửa đời bình an cho mẹ con tôi tôi nguyện ý. Tôi sụp đổ, bởi vì những ký ức đau thương, vô thức mà rơi lệ. Cô kêu tự tốn ôn tôi vào trong lòng tràn đầy vững vàng. Nhiệt độ cơ thể của anh ta, cách lớp phải mỏng manh truyền tới, xoa đi sợ giá lạnh trong lòng của tôi. Tôi rút lại những lời vừa nói, dịp dòng không đáng để được thông cảm, thế nhưng vẫn muốn nói giúp cho A Châu. Giọng của cô kêu mơ hồ truyền vào bên tai tôi. Tôi biết em hận dẹp dầm Cho nên mới hận lây sang A Châu Thế nhưng A Châu vô tội Không ai được quyền lựa chọn xuất thân của mình Có một người mẹ như vậy Cũng không phải là lỗi của cậu ta Nếu như không phải vì anh trai cậu ta Đột nhiên qua đời Thì cả đời này cậu ta cũng muốn là Một ví nhị đại nhàn rãi như là Thì chắc chắn cả đời này Cậu ấy cũng muốn là một phố nhị đại nhàn rỗi Như là tôi thôi Tiểu Du à, A Châu đã thích em từ lâu rồi. Chỉ là không có đủ dũng khí tới gần em. Lần đầu tiên tôi tỏ tình với em, chỉ là để khích bác cậu ấy. Nếu như không có tôi, hai người sẽ không thể bắt đầu. Sau này cũng chẳng phải gặp đủ điều bất hạnh như vậy. Thế nên thay vì oán hận A Châu, thì em cứ hận tôi đi. Mấy năm nay anh ta nghe lời mẹ. Đính hôn, du học rồi tiếp quản công ty. Tôi tưởng anh ta đã chấp nhận số phận nhưng em có biết hôm nay tôi đã thấy gì trong điện thoại không? Tháng trước, cổ phiếu của thầm thị nhiều lần chạm đáy. Tuần trước đã chính thức tuyên bố phá sản. Tập đoàn đặt dễ cho tường xa đại diện. Đã nhận lợi ngay và lập tức hủy bỏ hôn ước với cậu ấy cùng với tường điểm. Mẹ của cậu ta không chịu nổi đả kích. Đột nhiên lên cơn đau tim, không cứu được. Cho nên tôi mới biết. Hòa ra cậu ấy chưa bao giờ không chấp nhận số phận. Mẹ cậu ấy che rẽ hai người Phá hoại gia đình của em Cậu ấy liền phá hủy tất cả những gì Mà mẹ cậu ấy trân quý Tôi là một người ngoài Cũng không tiện phán xét chuyện này là đúng hay là sai Nhưng mà cậu ấy thực sự yêu em Trước khi tôi tới đây Cậu ta đã gặp tôi Nói rằng thẩm gia không thiếu tiền Vì sao em chỉ đòi có 200 vạn Tôi cũng không trả lời Cậu ta lại bảo em muốn ít khăng khăng đưa cho tôi một số tiền lớn. Nhờ tôi bảo vệ nửa cuộc đời còn lại của em. Còn dặn tôi không được kể về em. Cậu ấy còn dặn dò, đám anh em phải nhắc đến cậu ấy ở trước mặt em. Để em không quên cậu ấy, không hận cậu ấy. Thái độ của cậu ấy rất là khác thường. Lúc ấy tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều gì cả. Hôm nay mới hiểu ý của cậu ta. Cô kêu phén mái tóc của tôi sang một bên. Cách anh trăng lặng lẽo rồi nhìn tôi nói. Đêm qua ai cho bị người ta đâm máy nhát trong ra dưới tầng hầm. Hôm nay vẫn còn chưa tỉnh lại. Tiểu Du à, mà kệ em có muốn về hay không? Thì tôi cũng không muốn em phải tiếc nuối. Núi, núi vào bóng cây bông như hóa thành mãnh thú dữ tận lao về phía tôi. Chân của tôi mềm nhũn khuỵu xuống dưới đất. Giờ phút này tôi không thể nào phân biệt nổi, đâu là địa ngục, đâu là thế gian. Cô kêu đỡ ngang eo tôi, nhưng không ngăn được sự suy sụp của tôi. Chỉ có thể để tôi nguy sụp ở dưới đất. Sai rồi. Tất cả đều đã sai rồi. Trái tim của tôi giống như bị xé thành những vụn nhỏ. Đau đến tột cùng, nhưng lại chẳng thể nào khóc thành tiếng được. Diệp thầm từng bước áp bức. Thế rồi người đau khổ đâu chỉ có một mình tôi. Chỉ là tôi lựa chọn chạy trốn. Còn thầm Diệp Châu thì lựa chọn đắm chìm. Anh biết cả đời này không thể thoát khỏi được người mẹ như vậy. Vì thế đã ngấm ngầm xây dựng thế lực. Bên dưới sự vâng lời là bề ngoài của sự phản nghịch. Dưới lớp vỏ bọc của sự vâng lời chính là sự hủy diệt. Mấy năm qua tôi sống ở trong tổ. Còn anh không phải cũng là mua dây buộc mình hay sao? Anh đã từng nói đùa rằng mình là chim ở trong lòng muốn tôi đưa anh đi. Bây giờ tôi mới hiểu. Hóa ra anh còn là con thuyền cô độc trên biển trên biển mưa gió báo vùng anh cắm rễ trong mạch nước ngầm bắp bênh không thể nào vào đến tận bến bờ được sau đó tôi qua bờ quăng dây thừng cho anh chia là sức mạnh của bóng tối quá lớn tôi tự tay cắt đứt dây thừng rồi lại một lần nữa để anh vào trong mưa gió cô kêu nói rằng tôi và thẩm dẹp châu yêu nhau là lỗi của anh ta nhưng nhiều chuyện không xảy ra trước thì nào ai có thể đoán trước được tương lai đâu Tiểu à, có chuyện này em cần phải biết. Cô Kiều lấy ra một sắp giấy trắng đã gấp lại từ trong túi. Anh ngồi xuống ở bên cạnh tôi. Mở sắp giấy ra rồi chiếu đàn flash, điện thoại cho tôi xem. Nội dung đó làm cho tôi nhức mắt. Mỗi một tờ giấy là đơn thuốc cho mẹ tôi, đơn thuốc của bệnh suy tim. Bây giờ tôi mới biết, ngay cả bà cũng nói dối tôi. Bà về với ông bà bởi vì cơ thể mắc bệnh. Bà không cho tôi về nhà Vì sợ tôi phát hiện ra manh mối Bà lỡ tôi đi thăm người thân Thực ra là đi khám bệnh Tiểu Du à Cho dù em không quan tâm A Châu Thì cũng nên lo lắng đến cơ thể của dì Bà mắc bệnh suy tim Một căn bệnh mà chỉ thành phố lớn Mới có điều kiện để trị liệu Nếu như điều trị tốt Có thể sống hơn 20 năm Còn nếu không chăm sóc Thì chỉ kéo dài được vài tháng nữa Cô kêu ôm lấy tôi Rồi sau đó nói nhỏ ở bên tay Về đi Đừng để cho bản thân phải tiếp nuối Tôi lung túng không nói nên lời Cô kêu kéo mạnh tôi từ dưới đất dậy Đường xuống núi đều là anh cõng tôi Cô kêu cứ giống như là một ông cụ Cả dọc đường đi cứ liền thiên suốt À dù à Anh trộm đi đơn thuốc của gì Nếu gì đánh thì em phải bình anh đó nhé Nhưng mà em yên tâm đi anh đã liên hệ đến bệnh viện tốt nhất rồi. Anh biết, em không muốn về Bắc Thành. Nên đã tìm một bệnh viện nội mạch, uy tín nhất ở Bắc Kinh. Chuyện tiền bạc cũng đừng quá mức lo lắng, đã có anh đây. Tình hình Bắc Thành bây giờ rất là phức tạp. A Châu ở đó không an toàn. Anh đã nhờ người trong nhà tìm quan hệ đưa cậu ấy tới Bắc Kinh. Tiểu Du à, hơn một tháng qua, anh thật sự thấy rất vui. Anh biết em không thích anh. Nhưng mà anh vẫn thích em Em cũng thấy đó Anh ngang ngược như vậy Thích ai thì phải tìm cách thổ lộ À cho em biết một bí mật này Mẹ anh tìm được đại sự Cho anh rồi đó Đêm năm 28 tuổi Sẽ tìm được người phù hợp với mình Cho nên là Anh đã chờ em lâu như vậy rồi Thì hãy làm một cái ước hẹn đi Trong 3 năm Nếu lúc này em vẫn không quay lại với thẩm nhị Thì hãy gả cho anh nhé. Anh vẫn còn trẻ, mới chỉ có 25 tuổi. Ba năm anh vẫn có thể chờ đợi được. Nếu ba năm nữa, em không cần anh. Anh sẽ gả cho một tiểu phú bà. Đi vòng quanh thế giới không làm phiền em nữa. Em không nói gì, chính là coi như đồng ý nhé. Cô Kiêu độc thoại, mà không quan tâm tôi có đáp lại hay không. Đổ xuống dối núi hơi dốc, nhưng từng bước đi của anh rất là vững vàng. Tôi dựa vào lưng cổ cô Kiêu nước mắt dần dần chảy thành sông. Tôi tìm được mẹ với một đơn thuốc. Trong bà bình tĩnh, con trách cô Kiều nhiều chuyện. Không cần đoán cũng biết chắc chắn. Cô Kiều đã nói chuyện riêng với bà nhiều lần rồi. Có điều cũng là vô ích thôi. Sau khi thuyết phục mẹ, tôi xin hiệu trưởng nghỉ dài hạn. Ông cũng không hoài nhiều. Thở dài rồi để tôi đi. Trong lúc chuẩn bị đồ đạc ở trong phòng, chiếc trực thăng được cô kiều đến lại một lần nữa tới nhờ đặc ân của cô kiều lần đầu tiên trong đời tôi được ngồi trực thăng cân nhắc tình hình sức khỏe của mỗi tôi cô kiều sắp xếp một chiếc xe hơi đến đón tuy đến bắc kinh muộn hai ngày so với chúng tôi thế nhưng lại an toàn hơn cặp lại thầm xếp châu suýt chút nữa tôi đã không nhận ra anh nằm nằm nãy ở trên giường Khắp người cắm đầy ống cùng với xây nối rụng cục Khuôn mặt mà tôi ngắm mãi không thấy chán ấy. Giờ đây đã gây tiến hóp vào. Phần cổ trắng nón than thả lộ ra một đoạn gạc trắng. Lặn da của anh tái ngắt, còn nhật nhạt hơn cả bức tường trắng xung quanh. Và tấm ca trải sơn màu trắng ở dưới người của anh. Chính vì vậy, nên bóng xanh dưới mi mắt của anh càng dễ dàng thấy được. Nhưng về mặt của anh rất là thanh thản như thể đang ở trong một giấc mộng ngọt ngào. Bộ quần áo bệnh nhân sọc xanh thùng thình trên người của anh. Cổ tay mảnh khảnh lộ ra từ tay áo. Một bàn tay bị kim đâm qua. Trên đó nổi rõ những mạch máu xanh tím. Anh vốn gầy, nhưng chưa bao giờ cô thấy anh suy nhược đến độ này. Tựa như một con búp bê mô phỏng tinh xảo. Lại giống như một bức tượng sáp mong manh vậy. Như thể sơn mai trên mới. Chỉ một lan gió là có thể thổi bay. Tôi nhìn anh qua lớp cửa kính, không nghe được nhịp thờ của anh, không cảm nhận được nhịp tim của anh, cũng không thể trông thấy sức sống của anh. Từ lúc quen anh tới giờ, anh luôn bao bọc bởi vẻ ngoài cứng rắn. Giờ thì lớp vỏ đã bị xé đi, anh cũng vỡ nát. Cô Kiều thương lượng thành công với bác sĩ. Có y tá dẫn tôi đi khử trùng, rồi đưa tôi một bộ quần áo bảo hộ tôi đeo khẩu trang đội mũ rồi vào trong phòng chăm sóc đặc biệt hồi yêu thẩm diệp châu tôi chỉ hận mỗi ngày không thể dính lấy anh thế mà bốn năm nay số lần chúng tôi gặp nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay hiện giờ tôi lại đến bên anh nhưng giữa chúng tôi có cả trăm sông ngàn núi muôn ngàn, ngàn cách trở hai hôm sau mẹ tôi đến Bắc Kinh cùng bệnh viện với thẩm diệp châu Cô Kiều nhanh chóng sắp xếp thỏa đáng. Tôi hầu như không cần phải làm gì cả. Chức năng cơ thể của thẩm Diệp Châu tổn thương nghiêm trọng. Nửa tháng sau mới tỉnh lại. Lúc nhìn thấy tôi, anh đã sững sờ một hồi lâu. À dù, em đã tới rồi à? Anh cười chào hỏi tôi. Sọng điệu bình thản ôn hòa. Không còn đối chọi cay cắt dương cung bạt kiếm tự như lúc trước nữa. Nhưng bàn tay run run đã chứng tỏ sự bồn chồn của anh. Tôi gật đầu rồi sau đó nói Sức khỏe mẹ em không ổn Bệnh viện này có thể điều trị tốt nhất Ra là như vậy Khóe miệng của anh cong lên Cô Kiều rất là quen bên này Có việc gì thì cứ tìm cậu ta Chúc gì sớm ngày khỏe mạnh Ừ Tôi cũng nhẹ nhàng đáp lại Tôi không hỏi gì mà chỉ im lặng nhìn anh Chúng tôi từng không giấu nhau bất cứ chuyện gì Nhưng mà sau 4 năm chia tay rất nhiều lời lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu cả. Anh anh muốn xin lỗi về sự vô lý hôm họp lớp. Một lát sau, anh chủ động gợi chuyện. Những lời em nói cũng không nghe không kém mà. Nhớ lại lần đối chọi cay gắt đó, ánh mắt của tôi tối sầm lại. Nghe được câu này, ai nấy trong lòng cũng vơi đi được vài phần. Anh nhẹ nhàng cười nói, "Lòng của tôi lay động." Nhìn anh nói không nên lời. à, dù à? đừng có nhìn anh bằng ánh mắt như vậy. Còn người đen lấy của anh chuyển động rồi sau đó rời đi nơi khác. Mấy năm nay, anh bị mẹ lừa gạt. Nghe được quá nhiều dị bàn về chuyện của em. Xung quanh lại toàn là người thêm mắm dặm muối. Nên thật thật xa xa, chẳng có thể nào phân biệt được rõ ràng. Đến tận khi nghe được chân tướng từ a anh mới biết đã khiến cho em phải chịu khổ như thế nào. Azoa, Chuyện của bố em, anh thật sự có lỗi. Bây giờ anh phá hủy thầm gia, coi như là thay em báo thù. Em có thể ngừng hận mẹ anh có được hay không? Hận một người thật sự quá mức mệt mỏi. Một người như bà ấy, không giống được ai nhớ rõ. Anh nói nhẹ mà chậm rãi, trên mặt còn mang theo ý cười, nhưng ở trong ánh mắt chỉ còn lại hai chữ bi thương. Anh mỉm cười để che giấu nhưng có dùng hết sức thì cũng chẳng thể nào che giấu nổi. Nét mặt ấy khiến cho lòng của tôi đau nhói. Đau đến mức là không nói được nên lời. Tuy rằng tôi đã mất cha, nhưng vẫn còn mẹ là người thân. Còn anh, anh chỉ còn lại chỉ có một mình. Azua, à, à, em cũng đừng hận anh. Cuộc sống của anh chính là một mớ hỗn độn. Anh không nên kéo em vào trong đó. Nếu do cho anh quay lại 8 năm trước, Nhất định, anh sẽ không theo đuổi em nữa. Anh sẽ giấu kiến tình cảm dành cho em vào trong tim. Rồi sau đó chôn vùi nó ở phía dưới lòng đất. Anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Dường như suy nghĩ thông suốt điều gì đó rồi lại quay sang nhìn tôi. Nếu như có thể, em hãy tìm một gia đình tốt để cả Lúc nói câu này, anh nhìn thấy cố kiêu ở bên ngoài phòng chờ. Đôi mắt trống rỗng chất lặng vào hoang vắng như thể thế gian này chẳng có gì để mà nhớ nhung lòng của tôi thắt lại tràn ngập một nỗi buồn vô hạn nếu anh hứa với em một chuyện thì kết hôn không phải là không thể tôi bình tĩnh nhìn anh cố gắng đánh thức niềm tin trong anh anh cau môi lên nói được anh nghe đây hãy xây dựng lại thâm thị tôi trả lời tim của anh đập mạnh đến mức loạn nhịp lông mày nhướng lên mang theo vẻ hoài nghi. Có bản lĩnh phá hủy thẩm thị mà anh chán ghét. Vậy thì vực lại một thẩm thị vốn thuộc về anh. Tôi cười cười, trong cương có nhu. Đừng nói với em là anh có năng lực phá hoại, nhưng lại không có khả năng xây dựng lại nhé. Nếu như anh không có năng lực thì sao? Anh lại cất tiếng hỏi. Tôi nghe vậy thì cười khẩy. Như vậy em sẽ nói cho đời con đời cháu biết. Thầm Diệp Châu là một kẻ hàn nhát như thế nào? Quả thực đúng là không có cách nào phải em cả mà. Trong đáy mắt của anh xẹt qua một tia bất lực. Anh đồng ý. Giờ thì chúng ta có ba năm. Tôi quay xuống năm lấy ngón tay út của anh. Ba năm sau. Thẩm thị của anh đăng ký niêm yết. Em sẽ lập gia đình. Được. Anh nhẹ nhàng đáp lại. Người anh rất yếu. Chỉ một lát lại tiếp tục mê man. Khi cố kêu rời đi. Tôi đề nghị tiện anh ta dưới cốc cây ngô đồng dưới bệnh viện. Tôi kẽ chân hôn cô Kiều. Cô Kiều bị hành động của tôi dọa đến lùi lại mấy bước tại chỗ. Có cảm giác gì không? Tôi cất tiếng hỏi cô Kiều. Cô Kiều ngơ ngác không trả lời. Chính là hỏi anh đó. Có cảm giác gì không hả? Tôi dùng mũi chân mà đá anh ta. Cô Kiều đỏ mặt trời gật gật đầu. Là cảm giác gì chứ? Tôi nhớ mày lại hỏi tiếp. Cô Kiều ấp a à ấp úng mãi sau mới cất tiếng nói. Anh, anh còn muốn. Một chàng trai 25 tuổi, lúc nói ra câu này trong ngây thơ giống như một cái ngốc, khiến cho tôi bị chọc cười. Muốn thì cũng được, nhưng mà không phải là bây giờ. Tôi ngẩng đầu lên nghiêm túc mà nhìn cô Kiêu. a Kiêu à, chúng ta hãy lập một hiệp định mới đi. Em, em nói đi. Cô Kiều căng thẳng siết chặt nắm tay lại anh ra ngoài du ngoạn 3 năm đi. Đi đến nơi nào cũng được. Mấy năm nay, anh chỉ ở bên em hoang phí biết bao nhiêu thời gian. Thế cho nên hãy ra ngoài một chút. Càng gặp nhiều người, càng trải nghiệm nhiều chuyện. Nếu như 3 năm nữa, anh vẫn thích em, thì chúng ta sẽ kết hôn. Tôi mỉm cười mà nhìn cố kiêu. Điều kiện tiên quyết là trong 3 năm này, đừng vòng vo ở bên cạnh em. Tôi và thầm dẹp châu, đã vùi sâu vào trong đầm lầy. Cô Kiều đang ở trong độ tuổi đẹp nhất. Cô không cần phải lãng phí thời gian cho chúng tôi. Ánh mắt của cô Kiều như lái sáng, cuối cùng hóa thành ấm ức. Ra ngoài dù ngoạn với ở bên cạnh em, không xung đột sao lại không thể. Cô Kiều định đàm phán với tôi. Nếu như không đáp ứng thì coi như em cho nói. Tôi ra vờ tức tối. Thôi được rồi, anh đồng ý. Cô Kiều hậm hực nói lời đồng ý. Tôi bật cười thành tiếng. Thật đúng là một cậu bé ngây thơ sẽ bị lừa gạt. Thế nhé, hiệp ước có hiệu lực từ bây giờ. Anh hãy mau bắt đầu hành trình đi. Tôi vỗ vai của cô Kiều một cách tử tế. Đi luôn bây giờ. Tiểu dù à, em định đòi mạng à? Cô Kiều trừng mắt, miệng thì bất mãn than thở. Đừng có mà nói nhầm nữa, mau đi đi. Tôi kéo tay của anh, xoay người về hướng của bãi đậu xe bệnh viện. Nếu như chậm một giây thì tăng mấy năm kỳ hạn anh đi đây. Cô kêu xoa đầu của tôi. Em nhất định phải bảo trọng đó. Em sẽ. Tôi cười váy tay với cô kêu. Mà dù cứ ba bước lại quay đầu lại. Nhưng bóng lưng của cô kêu vẫn biến mất dưới ánh nắng mặt trời. Tôi bỗng xúc động không thôi. Ba năm trước, cả tôi và thầm Diệp Châu đều là dính đầy buồn. Chỉ có cô Kiều vẫn mãi ở dưới ánh nắng mặt trời. Đôi mắt trong veo sáng người không nhiễm bụi trần một chàng trai trẻ rạng rỡ như vậy, sao có thể không khiến cho người ta vui mừng đây? Nhưng anh ấy quá đẹp, khiến cho cô ấy cảm thấy mọi thứ thật không chân thật. Bây giờ tôi trả anh ấy về với biển người. Trong ba năm, hãy cho mọi người có một lý do để mà tiếp tục. Tôi biết thầm dẹp châu có ý định trách, cho nên đã lấy ba năm để trói buộc anh. Anh biết tôi nhận ra ý định của mình, nên đối lại qua là nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa Ngay lúc này đây tôi muốn bảo vệ anh Tôi đã ném anh vào trong sông bão Vậy thì bây giờ Tôi sẽ đưa anh vào bờ Tôi nhìn ra chân trời ở đằng xa Mặt trời trên phê phía tây Ánh chiều tà đỏ rực Núi cao biển sâu Không có gì có thể rọi sáng đường tôi trở về Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh truyền để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo.